Món này món gì anh? Lòng sầu nghệ. À, lòng sầu nghệ. Thơm mùi nghệ ha. Như có cái này là lá hẹ. Lá hẹ, đúng rồi. Em nghe mùi hẹ quá. Nguyên chảo vậy luôn anh hả? Nguyên chảo. Ở đây sẽ thích món này lắm. Ồ. Lòng xào nghệ quý vị các bạn. Wow, đẹp ha. Đã ha. Cái vị của cái nghệ với cái hẹ nó quyện vô nhau, nó thơm. Cái này nghệ tươi luôn á. Nghệ tươi luôn. Giả ra. Ồ. Hôm nay mình nấu khoảng nhiêu món anh? 20 món, hai mấy món. À, 20 hai mấy món ha. Quý vị các bạn thân mến, Xuân Bắc rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình. Sáng hôm nay thì Xuân Bắc đang có mặt ở địa chỉ số 190 đường Võ Thành Trang thuộc phường 11 quận Tân Bình quý vị các bạn. À, hôm nay thì mình sẽ dẫn quý vị và các bạn đi thưởng thức một quán chay cũng bán khá là lâu năm ở đây rồi quý vị và các bạn. Và điều đặc biệt là cô chú bán ẩm thực chay ở đây là người miền Trung, và gia đình cô chú thì cũng ăn chay trường luôn quý vị và các bạn. Một cái sự khám phá rất là hấp dẫn của Xuân Bắc buổi sáng ngày hôm nay xin được chia sẻ với quý vị và các bạn quán cơm chay. Ngày hôm nay mình ghé có tên là quán chay Hương Sen nha quý vị và các bạn ha. Rồi bây giờ thì Xuân Bắc sẽ tiến qua bên quán cơm luôn nha quý vị và các bạn. Cô chú cũng đang chuẩn bị dọn hàng, và mình sẽ qua để mình chia sẻ các món ở đây cũng như là giá cả, hương vị ở đây như thế nào nha quý vị và các bạn nhé. Con đường này nó hơi đông xe quý vị và các bạn ơi, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà xe ra vô rất là đông luôn. Này mình ăn cơm cho khách anh hả? Một chiếc cơm này mình bán thì giá sao anh? 15.000 à, 15.000. Dĩa này là cơm gì anh? Cơm này là cơm cá bóng. À, cá bóng chả giò ha. Dạ. Hấp dẫn quá. Anh sẵn anh giới thiệu món giúp em tí ha. Ở đây là mình hiện tại những quầy là mình bao nhiêu món anh? Quầy mình 2, 5, 6, 1, nhiều 4, 4, 4, 7, 18 món. Đây là đủ món của quán chưa anh? Chưa, cái này nếu mà giờ trưa cả 10 giờ thì cả hai mấy món. Ồ, hôm nay mình nấu hai mấy món ha. 24, 25 món. Cái món đầu tiên này là đậu rồng ha. Đậu rồng xào. À, đậu rồng xào. Rồi mình đi từng món một ha. Này, mắm Thái. Mắm Thái. Rồi món cá cơm chiên giòn. Cá cơm chiên giòn ha. Món này món chả bò kho. Lòng xào nghệ. Lòng xào nghệ. Cá thu kho thơm, cà chua. Đậu đậu đũa mình xào. Đậu đũa xào. Này là mắm. À, mắm dưa trộn. Mắm dưa trộn hả? Này là đậu hũ kho tiêu. Đậu hũ kho tiêu. Này là đùi gà, mà đùi gà này ở Sài Gòn này chắc ít có lắm. Tại ở quê đi mình đem vô á. À. Cái này làm ở quê luôn. Làm ở quê luôn. Làm ở quê mình phải gửi vô Sài Gòn, ông chú ở quê làm. À. Này nên đùi gà này ăn rất là ngon. Ồ. Ăn rất là dai luôn. Vậy hả? Ngon dai. Nó không có như ở Sài Gòn này ăn nó bột bột bở bở đâu. Ồ, hay quá ta, chút xíu nữa em sẽ ăn thử món này. Này, rồi đậu phộng giòn này. Đậu phộng ở đây người ta cũng thích món này lắm, tại ăn nó giòn mà nó có cái mình tẩm gia vị nữa, nó ăn nó giòn giòn ngon ngon á. Ồ hay quá. Này, món bún cá mình chiên giòn mình có cái mè luôn. Bún cá ha. Anh làm cơm cho khách đi rồi giới thiệu tiếp. Hấp dẫn nha quý vị các bạn. Anh còn là rất là trẻ luôn quý vị các bạn ha. Anh tên gì anh nhỉ? Dạ, mình tên Việt. À, anh Việt. Dạ. Rồi anh Việt giới thiệu tiếp cho em tí nha. Cái này là heo quay ở nhà mình làm luôn. Heo quay. Heo quay. Cái này là món đậu hũ kỳ kho thập cẩm. Đậu hũ kỳ kho thập cẩm. Chả giò chiên giò. Món này cũng ở quê gửi vô luôn. Món này là món sườn dừa. Sườn dừa. Tên lạ ha. Ở trong nó có cái cục dừa đó, ăn vô nó béo béo mà nó
nó thơm mùi vị dừa. Ồ hay quá. Sườn dừa hả anh ha? Ở trong nó có cục dừa mình review, ở trong nó có cục nó có cục dừa ở trong. Cục dừa ở trong. Nó có cục dừa á. Ồ, dừa cơm của nó. Cơm dừa đó. Cơm dừa. Còn này là móng tép. Móng tép. Giống như tép rim anh ha. Tép rang á. Tép rang. Ồ, giống con tép nè. Đấy. Nhưng mà đi buổi trưa thì nó cũng nhiều món. Nhiều món hơn ha. Để tập sau em quay lại vào buổi trưa. Mình quay chi tiết hơn. Hay là mình bán, mình nấu cho những người mà họ đi đường, công nhân họ mua họ đi làm á. Thì tạm thời họ mình mua trước. Còn nếu mà buổi trưa thì lúc đó dân văn phòng họ ra đó. Nó nhiều món hơn. Sáng nay anh Việt giới thiệu dùm em cái giờ giấc quán mình bán như thế nào được? Quán mình mở cửa 6 giờ sáng rồi bán tới 8 giờ tối. 8 giờ tối? Dạ. Bán hết các ngày trong tuần luôn hả? Bán hết các ngày trong tuần luôn. Nói chung là quán bán không có ngày nghỉ. Không nghỉ ngày nào luôn, trong tháng là không nghỉ ngày nào luôn. Lâu lâu thì mới nghỉ, nhưng mà cái này ở nhà gia đình làm không à, nên mình không có thuê người, nên mình làm hoài luôn. Còn lâu lâu cả 2-3 tháng đó hồi mình nghỉ ngày. Tại vì mình phục vụ mọi người ăn chay, mình nghỉ người ta không có chỗ để ăn. Như lễ Tết là mình có nghỉ không ha? Có, lễ Tết thì mình nghỉ, nhưng mà ngày thường thì mình vẫn bán bình thường. Nên bởi vậy ngày thường không có nghỉ. Gia đình mình là người miền Trung luôn đúng không anh? Trung Quảng Ngãi. Quảng Ngãi ha. Qua tại vì em ghé em trò chuyện với chú á. Thì em biết là cô chú là người miền Trung mà cô chú là cũng ăn chay trường luôn đúng không? Dạ, đúng. Mấy chục năm rồi. Ăn chay được 33 năm rồi. Ăn chay 33 năm rồi. Hấp dẫn ha. Quán mình bán ở đây là được lâu chưa anh Việt? Năm nay năm thứ 8. 8 năm rồi. Năm nay là bắt đầu năm thứ 8. Là từ hồi mình bán tới giờ luôn anh ha. Đúng rồi, đúng rồi. Trước đó là có bán ở đâu rồi? Đó, bán ở Tân Phú á. Tân Phú hả? Tân Phú ngay Nguyễn Sơn. Nguyễn Sơn Tân Phú. Dạ đúng rồi. Ồ. Sau đó bán được 4 năm rồi sau đó người ta lấy nhà lại rồi bây giờ vậy. Có nghĩa là bán ở đó được 4 năm. Dạ đúng rồi. Rồi mới giờ về đây là 8 năm nữa. Về đây được 8 năm. Coi như là vào 12 năm anh ha. Dạ. 12 năm. Wow. Những cái món ở đây là hình như là anh Việt nấu hết hay sao ba? Đúng rồi, ở đây mình tự làm hết. Ồ. Anh đầu bếp trẻ tuổi quá ha. Hồi nãy coi anh xào cái món lòng xào nghệ hấp dẫn quá trời. Thơm. Nghệ tươi nữa. Đó, anh rất là khéo tay nha quý vị các bạn ha. Đó, món anh tự làm tự xào hết ha. Một gia đình của cô chú gia đình anh Việt thì gia đình người miền Trung quý vị các bạn. Ở đây thì đặc biệt cái là mình không có dùng bột ngọt. Dạ. Không dùng trứng và không dùng sữa. Ở đây đặc biệt là gia đình mình là ăn chay nhưng mà nghiêng về những cái đó là không có dùng. Dạ. Mình chỉ không dùng bột ngọt, trứng sữa không dùng luôn. Không dùng luôn. Mình chỉ dùng những cái gì mà nó có lợi cho sức khỏe của con người chủ yếu. Ở đây là mình là có quán của mình là có thuần chay không ạ? Thuần chay luôn. Có thuần chay luôn. Dạ đúng. Mình là chuyên về bán thuần chay chứ không có dùng cái gì mà liên quan tới động vật cả. Hoàn toàn là 100% liên quan tới động vật. Không liên quan tới động vật ha. Hình như là các món mình đều là những cái món thuần chay hết anh ha. Dạ đúng. Về cái giá cả của các món quán mình bán thì như thế nào anh? Thì giá mình quán mình thì nói chung có nhiều khách họ vô bạn của họ cũng ăn 10.000 cũng có. Dạ. Cũng bán 10.000 luôn. Mà trung bình đó là 15.000. Còn nhiều người khách họ yêu cầu bán cho họ 20 thì mình bán 20. Còn mình có ngoài món cơm thì mình có phở, hủ tiếu, bún riêu, bún bò, người bản. Cũng nhiều món quá. Đúng là mình được nhiều món. Lúc trước thì cũng có bán lẩu, bán mấy món hủ tiếu xào, mì xào, cơm chiên, nhưng mà bây giờ không có người làm á. Mình cũng ngưng cái món đó lại. Sau dịch thì nó cũng chưa ổn định lắm anh không? Nói chung thì quán thì bán ổn định nhưng mà cái người để phục vụ á mình không có. Kiếm người không có. Không có, bởi vậy nên bây giờ ba má thì cũng lớn tuổi rồi. Giờ chỉ còn có hai anh em làm chủ yếu là hai anh em làm chính. Nên bởi vậy người nấu người bán, chứ còn ba má thì phụ coi quán lặt rau vậy thôi. Nên bởi vậy cái người mà để làm mấy món kia thì nó cũng không có. Cái họ đều nhu cầu của con người ăn chay giờ họ nhiều quá. Nhưng mà họ nhiều khi họ vô không có cái món đó. Gia đình mình nấu với lại là bán ẩm thực chay như thế này thì mình có ăn chay không anh? Không, gia đình mình ăn chay trường mà, ăn chay. Nguyên gia đình luôn? Dạ, 33 năm đó. Ồ, nguyên gia đình ăn chay trường luôn, ba mấy năm rồi. Dạ. Vậy là anh Việt cũng ăn chay luôn? Dạ, em ăn chay từ nhỏ. Trời ơi, anh chay từ nhỏ. Anh năm nay vô tuổi rồi? Dạ, năm nay 33 tuổi. 33 tuổi, anh chay 33 năm rồi, quý vị của anh.
Ồ, 33 tuổi, tính ra là cô chú cũng ăn chay. Ba má này cũng lớn rồi, 67 tuổi rồi. Ồ. Tại qua em có ghé đó, em có ghé một cái giấc chiều. Thì em có trò chuyện qua với chú á. Cô chú trò chuyện cũng rất là vui. Anh chủ trẻ, anh chay 30 mấy năm rồi quý vị các bạn. Gia đình là anh chay hết nha, gia đình anh chay trường luôn nha quý vị các bạn ha. Quán nữa, mình cũng còn một... Ồ, còn một quán nữa. Quán của ông anh Đào nữa. Ở đâu anh? Ở Bình Tân. 266 Tân Hòa Đông. 266 Tân Hòa Đông. Quận Bình Tân. Quận Bình Tân. Để có dịp em qua bên đó, em quay em chia sẻ. Bên đó thì anh của anh là bán cơm luôn hay sao? Bán cơm, bán y vậy luôn. À, cũng bán y vậy luôn. Y vậy luôn. Đó thì bán lâu hơn. Bên đó bán được 13 năm rồi. À, bán được 13 năm bên đó rồi. Bên đó một bán từ trước tới giờ một chỗ luôn, không có di dời. À, không di dời đúng không? Coi như là cố định nữa ha. Bán mình nếu mà bên kia người ta không lấy lại mặt bằng thì chắc mình cũng còn bán bên đó ha. Dạ. Mình giờ về đây cũng được 8 năm rồi. Khách vô có khách kìa. Khách vô. Để anh bán cho khách nha quý vị các bạn. Cái cuộc trò chuyện anh Việt chia sẻ với mình cũng rất là thú vị quý vị các bạn ha. Anh cũng còn rất là trẻ luôn mà anh chay cũng 33 năm rồi quý vị các bạn. Gia đình anh chay trường luôn. Nguyên gia đình luôn, rất là hiếm gặp ở Sài Gòn quý vị các bạn ha. Và đặc biệt thì anh cũng rất là khéo tay nữa. Để có dịp tập sau là mình ghé đi sớm mình quay vô cái công đoạn anh nấu nướng chế biến món ha. Để chia sẻ với quý vị các bạn. Cái hộp này là nhiêu anh? À 15 ngàn. Khách mua mang về quý vị. Đấy, theo như anh chia sẻ với mình thì cái món đùi gà này là từ ngoài quê đưa vô nha quý vị các bạn. Từ quê Quảng Ngãi mình luôn anh hả? Đúng rồi. À. Chú ở nhà mình làm. À. Anh chay trường luôn. Ồ, anh chay trường luôn. Dạ. Gia đình anh chay trường hết quý vị ơi. Dòng họ mình là hết 80% là anh chay rồi. Ồ. Nguyên dòng họ luôn. Nguyên dòng họ luôn. 80% anh chay hết. À. Ôi trời. Ồ. Một cái khám phá rất là tuyệt vời quý vị các bạn ha. Thì hình như em biết là cái món này cũng ngoài quê đúng không? Không, món này thì mình lấy ở trong Sài Gòn nhưng mà mình... Không, ý là mình chế biến theo kiểu ngoài quê đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hấp dẫn nha quý vị các bạn. Món này thơm này. Cái mùi nghệ với cái mùi hẹ đó, thơm. Rất là hấp dẫn luôn ha. Ở trên này là cái gì anh? Này là mấy cái đồ mình bấm thêm. À. Này là rong biển họ sấy họ bỏ vô hũ. Rồi có khô nai rồi mình lấy coi như là mình lấy hàng bán thêm anh ha. Dạ cái này mình bán khách thêm. Khách anh à. Dạ. Khách yêu cầu. À. Không một phong hiệu quả quan về một hiệu quả quan về em thì em nhìn thấy tỷ lệ con người với nó một cái đông đẹp mỗi cái đẹp mỗi người khác nhau chứ không biết không bị được nhưng mà có lúc á mà đã không non bây giờ nó nhưng mà nếu mình có một người một đạo mà cần khách mua mì quảng anh. Dạ đúng rồi. À, mì quảng mang về ha. Như cái hũ ở trên đây thì mình bán như thế nào anh? Cái này là mình bán 35 ngàn một hũ. Ờ. Hũ rong biển. Dạ. Khô nai cũng vậy luôn. Khô nai cũng 35 luôn. Đúng rồi. Dạ. Có mấy bán mấy món kia nữa mà này hết rồi. À. Tặng này nó hết. Rồi chỉ bán thêm anh ha? Dạ cái này bán thêm mà. Dạ bán thêm. Khi cái này là để cho họ không có thời gian họ đi mua hay là không có thời gian họ chế biến thì họ lấy ra họ ăn họ dùng liền luôn. Cái này là dùng liền. À. Coi như là thực phẩm chay ăn nhanh ha? Dạ cái này là chay ăn nhanh. Dạ. Hôm nay mình thấy quán của cô chú ở đây cũng khá là nhiều món mới với các bạn ha. Như là cái món này nè, xào nghệ nè. Cái món đùi gà thì mình cũng có quay một số quán bán rồi. Nhưng mà đặc biệt thì theo như anh Việt chia sẻ thì cái món này là làm ở ngoài quê anh đưa vô quý vị các bạn. Đó, nó hay ở chỗ đó ha. Chút xíu là mình sẽ thử. Đó, cái món này cũng được nhiều khách hàng ở đây thưởng thức nha quý vị các bạn ha. Món đậu phộng này. Đó, và cái món bên này nữa này. Sườn ôm dừa này. Đó, rất là hấp dẫn luôn. À, mình đang vô không gian bếp của quán này mình coi anh xào nấu món gì sáng nay nha quý vị các bạn. Thơm quá. Món này món gì anh? Lòng sầu nghệ. À lòng sầu nghệ. Thơm mùi nghệ ha. Như có cái này là lá hẹ. Lá hẹ đúng rồi. Em nghe mùi hẹ quá. Nguyên chảo vậy luôn anh hả? Nguyên chảo.
sẽ thích món này lắm. Ồ. Lòng xào nghệ quý vị các bạn. Wow, đẹp ha. Đã ha. Cái vị của cái nghệ với cái hẹ á, nó quyện vô nhau nó thơm. Cái này nghệ tươi luôn á. Nghệ tươi luôn. Giả ra. Ồ. Hôm nay mình nấu khoảng nhiêu món anh? 20 hai mấy món ha. Dạ. Quay chia sẻ món đó cô. Mình có món gì mình quay chia sẻ món đó cho khách khách xem. Chả con mắt. Con muốn chả. Nào giờ cô chú không biết vụ quay phim này. Chú lớn tuổi ở quê á. Dạ. Mới về Sài Gòn thì có mấy năm không có rành cái công nghệ đó. Dạ. Tại giờ cái mọi người cái nhu cầu coi clip YouTube cũng nhiều anh. Với lại cái ẩm thực chay thì mọi người cũng đang ăn tìm ăn những cái quán ẩm thực chay thuần chay rất là nhiều á. Nên là nói chung là bây giờ trên thị trường á món chay thì nhiều nhưng có nhiều món họ cũng làm từ cá thịt nhưng mà họ đưa vô họ bán chay. Ồ. Cái đó cũng có. Dạ. Nó ra thì nhiều khi á họ đụng chạm tới họ đó. Dạ. Mình thôi mình cứ bán ở phần của mình thôi. Dạ. Coi như là mình cứ bán ở phần quán mình anh ha. Của mình là thuần chay. Ồ cái nồi nước thơm quá nè quý vị. 100% không có liên quan tới động vật. 100% là rau củ anh Việt ha. Thực phẩm thuần chay. Cái nồi nước này trong này có gì anh? Củ cải trắng, củ cải đỏ. Dạ. Wow, thơm quá. Nước hầm anh ha. Thơm quá nè quý vị. Hai tô mì Quảng anh ha. Hai tô mì Quảng này anh cho em quay tí nè. Hai tô này thì mình bán giá sao anh? Cái này mì Quảng thì 20 ngàn một phần. À 20 ngàn một phần. Dạ. Đây hàng ngoài quê gửi vô nè quý vị các bạn ha. Đó. Về bến Tân Bình này. Hàng gửi ngoài quê mình vô quá. Dạ. Anh Việt đang khui ra cho mình xem quý vị các bạn. Đó, sườn dừa đó. À. Sườn dừa quê chú làm đấy. Dạ, sườn dừa ha. Dạ. Ồ. Đưa gà đấy nhưng mà khiên nó nặng lắm. Giờ dạ. Quay cái này đi. Đó, ngoài quê đóng gói chú là coi như là trong gia đình mình luôn ha anh Việt hả? Ờ. Chú làm đóng gói từ ngoài quê gửi vô quý vị các bạn. Cái này mới gửi vô hồi hôm nè. Dạ. Sườn dừa hay quá ha. Rất là hấp dẫn luôn quý vị các bạn ha. Ở dưới là cái phần đùi gà nè, nhưng mà hơi nặng. Rồi mình quay vậy chia sẻ với quý vị các bạn này, quý vị các bạn biết ha. Để tập tới thì mình sẽ quay kỹ hơn. Rồi mình đi ra ngoài quay tiếp nha. Ồ. Oh. 4-5 năm từ lúc đi học sinh viên tới giờ ra trường luôn. Oh. Để trò chuyện bạn này tí. Em trai, em cho anh hỏi em hay ăn chay ở đây không? Có. À thường xuyên ăn món ở đây hả? Đúng rồi. Oh, em ăn ở đây em thấy món chay ở đây nấu sao vậy? Ở hợp khẩu vị với lại em. À hợp khẩu vị mình hả? Chắc là anh thường xuyên đây rồi hả? Đúng rồi, mỗi ngày em đều, nếu mà rảnh là em hay qua ăn. À, yeah. Em có ăn chay trường không? Không. À, không ăn chay trường. Nhưng mà lại thích ăn chay. Đúng rồi. Ồ. Vừa ngon, vừa rẻ mà lại vừa khỏe. Ồ, hay quá. Cảm ơn em nha. Đây mình sẵn mình thấy có hai anh chị đang ăn sáng, mình trò chuyện thử xem sao nha. Dạ em chào anh chị nha. Anh chị cho em hỏi thăm chút xíu, hai anh chị hay ăn món chay ở đây không? Hay ạ. À dạ. Anh chị ăn món ở đây thì anh chị thấy món chay ở đây sao chứ? Ngon. Dạ, đánh giá thực tế. Ngon. Dạ, ngon gì hả? Dạ. Chị ăn được nhiều món chứ? Đúng rồi. Thơm rồi tiếng mày muốn. Ồ dạ. Chị anh chị ở xa đây không? Dạ. Ở gần đây hả? À lại khách mối nữa. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Chị gái như thường á. Chúc anh chị ngon miệng nha. Dạ.
ăn anh ăn anh bừa miệng không anh? Bừa. Dạ. Cảm ơn. Dạ dạ cảm ơn anh. Thôi để anh chị ăn tự nhiên ha. Em hỏi xíu vậy thôi à? Dạ cảm ơn chị. Dạ dạ. Đa phần thì mình thấy là khách thường xuyên tới quán ăn cũng khá là lâu năm như anh Việt chia sẻ quý vị ha. Tại vì quán bán cũng được 8 năm ở đây rồi. Cho nên là mọi người ăn món của quán thì cũng cũng rất là lâu rồi quý vị các bạn ha. Lên món thêm hả cô? Món đó món gì hả cô ơi? Này là gỏi chuối. À gỏi chuối cô ha. Dạ, ồ hấp dẫn quá. À, vô nãy giờ mới thấy cô làm ở dưới quý vị. À, cô vừa mới lên cái phần gọi chuối đã chưa? Đây cái khay gọi chuối cô vừa mới trộn xong này. Vừa mới lên món thôi quý vị các bạn. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Mình thấy cũng khá là đẹp mắt đó. Ở trên đây mình thấy có ít rau má này. Đó, rau má ha. Đây này rau má này, còn cái rau này rau gì mình không biết luôn. Cái rau này rau gì anh ơi? Xà lách Nhật á. Xà lách Nhật hả? À xà lách Nhật. Mình lần đầu tiên mình thấy cái xà lách Nhật đó quý vị. Ngoài ra là hoa chuối rất là nhiều ha. Đó, một cái phần gỏi rất là đẹp mắt luôn. Cô vừa mới dọn lên quý vị các bạn. Rồi hết rồi, có đậu phộng nữa nha. Đó, có đậu phộng nữa. Gì nữa? Đậu phộng, hoa chuối, rau má, xà lách Nhật. Rồi hết rồi nha, tổng hợp, hành phi nữa. Có hành phi nữa nè. Rất là hấp dẫn luôn. Nói chung là hôm nay thì mình tới quán để mình thưởng thức thử món chay ở đây và chia sẻ với quý vị các bạn là các món quán bán ngày hôm nay xem là hương vị như thế nào và cập nhật giá cả cho quý vị các bạn biết ha, cũng như là địa điểm luôn. Thì mình rất là bất ngờ khi mà mình khám phá theo như anh Việt chia sẻ với mình thì gia đình cô chú gần như là ăn chay trường và anh Việt là ăn từ nhỏ luôn, 30 mấy năm rồi. Dạ 33 năm rồi. Đó. Cái nữ qua tàn con ăn trong bụng mẹ ra. Cháu nội ba đứa là ăn trong bụng mẹ ra luôn. Ôi wow, trời ơi. Công đức quá. Dạ họ ăn cho trường hết, còn chỉ có hai người chưa ăn thôi. Dạ. Gia đình mình là người Quảng Ngãi luôn cô ha, người miền Trung. Dạ. Cô tên gì cô? Cô cho con biết tên cô được không? Cô tên hả? Cô tên là Nguyễn Thị Quái. Nguyễn Thị gái. Nguyễn Thị Quái. Khoái. Quái. 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 Cô O A A. O O A. Dạ. Còn chú tên gì cô? Chú là Lê Ngọc Thanh. Lê Ngọc Thanh, dạ. Lê Ngọc Thanh là trang giấy tờ đúng không? À dạ. Cha ngoài là Thanh. À. Trang giấy tờ là coi như là gia đình mình ăn chay hết luôn cô ha. Ăn chay từ năm nay là được 33 năm, 34 năm. 34 năm. Dạ. Cái món cô đang làm ở trên chảo này là món gì cô ha? Rau ra, trộn. Rau trộn rau má. Rau trộn rau má. À rau má xà lách. Rồi. Cái bánh mà cô vừa mới bẻ ra là bánh gì cô? Tàu hủ kỳ. À tàu hủ kỳ. Đây là đơn giản mà. Dạ làm đơn giản. Đơn giản bốn đơn giản mà. Dạ. Cái giọng cô nghe rất là hay quý vị các bạn, rất là êm tai ha. Nhiều khi có mấy cái từ con nghe không ra, cô thông cảm con nha. Tại vì con là người miền Bắc luôn nhưng mà con vô đây lâu rồi á. Con bị lai miền rồi. Dạ. Cô Quảng Ngãi. Dạ. Cô vô đây cũng được 12 năm rồi. Dạ vâng. Nhưng mà cô vô là cô không có đỡ tiếng. Cô không có thích. Dạ. Rồi nào giờ cô không có không có biết quay phim đồ này kia gì hả cô ha? À. Không nhưng mà con nghĩ là mình gia đình mình bán chay á. Thì mình nên chia sẻ món chay cho mọi người biết thì cũng hay cô. À. Dạ.
Tại vì có quay như vậy thì mọi người mới biết, chứ còn không quay thì đâu ai biết đâu. Chỉ có ở ở vòng vòng đây mới biết thôi. Con thấy đẹp không? Dạ đẹp đẹp, con đang quay nè. Cô rất là chia sẻ thật tình luôn quý vị các bạn ha. Khách ở đây nó thích lắm. Dạ. Cái này là coi như là món gỏi rau hả cô hả? Ừ. Dạ. Rau má, rau xà lách. Và tàu hủ kỳ, cô bẻ ra cô trộn đều, rồi đậu phộng nữa. Rồi, xong một món nữa cô ha. Ừ. Dạ, cô mang ra ngoài. Đẹp quá. Còn nhiều món lắm mà chưa làm kịp. Dạ, nhiều món lắm mà chưa làm kịp. Đây, trên cái phần này là cái phần bếp rau củ quả cô chú mua về rất là nhiều ở đây nè quý vị các bạn. Đó, rau rọc mùng bạc hà này ha. Rồi dưới này là củ cải trắng này. Đó, rất là nhiều luôn quý vị các bạn. Củ cải trắng của chú xếp đầy ở đây luôn ha. Ở dưới này có cả cà tím với cà chua nè các bạn. Ui đẹp quá. Cà tím nè. Đó. Cà tím này chắc mình nghĩ là làm món nước hoặc món xào. Ồ. Cà chua, cà tím đẹp quá ha quý vị ha. Bên này có cà rốt đây này. Nhiều lắm quý vị ơi. Đó. Bên này có cà rốt này. Đó. Cái này giống như một cái kho nhỏ của cô chú chất đồ để xào nấu, một cái kho nhỏ của cái bếp. Ồ. Quá đã luôn. Rau củ quả nhiều ha. Đó. Dạ. Gặp cô rồi, bây giờ gặp chú tí. Dạ con chào chú nha. Dạ. Chú đang làm món gì hả chú? Bún Huế. À bún Huế, dạ. Coi như là cô chú cũng bán suốt vậy ha. Bán suốt. Dạ. Đây mình coi chú làm một cái tô bún Huế cho khách nha. Hấp dẫn lắm quý vị. Cái nồi nước thơm quá. Ở trong cái nồi thì mình thấy có cà rốt này, có củ cải trắng, có hành tây nữa quý vị các bạn. Thơm quá. Đẹp quá chú ơi. Quá đây à. Thơm quá. Dạ. Cái này cô đang giã nghệ tươi ha. Dạ, ui đẹp quá. Nghệ tươi cô lượm cái đó. Là món bún xào cô ha. Bún xào trộn nghệ lá hẹ. Bún xào trộn nghệ lá hẹ. À, lá. Dạ. Chỉ có quán cua cáo à. Dạ. Có món chuối, gỏ chuối rồi còn có quán cua cáo à. Dạ. Coi như cái tên cô đặt cái là đọc cái là biết hết nguyên liệu ha. Bún xào nghệ lá hẹ. Làm xào nghệ đó là cũng quán cua chứ có mai nó ít có lùm lắm. Ồ dạ, cái món đó con ít thấy đó. Ít họ chỉ họ kho sở ớt à. Dạ. Còn ở đây là họ thích cái món đó. Ồ. Khách đó là thích cái gì là mình lùm cái nấy. Ồ. Mình chỉ thấy khách mà. Dạ. Tại giờ ở đây tiền nhọt cô quá con nè, mình phải lùm chiều theo khách. Dạ. Coi như là món nào mà khách ưa chuộng, ưa thích thì mình làm cô hả? À. Còn bo bún bóng nữa chưa lùm á chứ. Bắp dạ. Chiên nè, tàu hủ sỏ nè, sườn nè. Dạ. Tại vì ở đây á, tiền nhỏ nó cô quá. Mình bỏ bón, mình mới đủ tiền nhò con nè. Dạ. Đi thụ tiền nhò chứ 20, rồi tiền nước, tiền điện 5 triệu nữa. Vâng. Là 25 triệu. Vâng. Mà mình bón không đủ tiền nhò là chết luôn á. Vâng. Mình giá nhỏ lên cô hả? Ừ. Cái này là cô đang giá nghệ cho một mẻ đó hả? Ừ. À cái món này hả? Ừ. Nhiều vậy luôn. Món này người ta thích lắm. Ồ dạ. Quán cô nhiều món ngon quá, không biết là tí ăn món nào đây. Dạ. Ăn mì Quảng. Ăn mì Quảng hả cô? À, tí ăn mì Quảng. À dạ. Buổi sáng thì mình ăn món nhẹ nhàng đi cô ha. Ừ. Để tập sau đi mình ăn cơm. Ừ. Tại cơm con thấy nhiều món hấp dẫn con đang tiến lên cơm. Ừ. Buổi sáng ăn mì Quảng cũng được cô ha. Ở đây buổi sáng hỏi em mì Quảng nhiều. Vâng.
tại vì ở đây người Trung. Ở đây khu này người miền Trung nhiều hả cô? Dân Quảng Nam nhiều. Ồ dạ. Người ta thích ăn mì Quảng. Coi như là cô chú về khu này là cũng phù hợp cô chú ha. Cái hồi xưa ở Bình Tân là cô chú ở khu đó là người miền Trung nhiều hay là cũng đa miền? Cũng người mình nhiều. Ồ. Nói chung món mình ở cái khu nào mà người vùng mình nhiều thì nó dễ hơn cô ha. Tại mình nấu nó cũng theo vị miền Trung á. Miền Tây thì người ta nấu ngọt. Dạ đúng rồi. Còn mình người Quảng á là mình nấu mặn. Dạ. Thành người ta thích khẩu vị của mình. Vâng. Vâng. Cái này là mình đang công đoạn trụng cho bún nó mềm cô ha. Rồi xong khi mà chờ món bún của cô, mình lại coi chú bán tiếp tục cho khách này quý vị. Đây hủ tiếu hả chú? Hủ tiếu. Món nước ở đây là mình bán giá như thế nào chú nhỉ? 15 ngàn đó. À 15. Đồng giá hả chú? Đồng giá. Dạ. Cái nồi nước thơm quá. Cái góc bếp cô chú làm này cũng vừa gọn gàng cho nên là mình quay nó hơi hẹp chút xíu. Chú rau đồ ở đây là chú định muốn biết muối hết. Dạ. Chú lồn thẳng thẳng lắm. Tại giờ nhỏ ăn chai thì mình lồn theo vậy. Dạ, làm kỹ chú ha. Mình ăn không là bón cho họ vậy chứ không có. Dạ. Cái tô hủ tiếu chú làm xong cũng rất là hấp dẫn quý vị các bạn ha. Mình thấy chú có bẻ thêm tàu hủ kỳ trong này nè. Có hành tây này, cà rốt này, đậu hũ này, chả này, đậu hũ kê, dạ. Chú ăn một cái bún như vậy là 45 ngàn. Dạ. Một tiếng là 45 ngàn. Ở đây chú bán 15 ngàn. Dạ. Trời, nước thơm quá. Xong rồi chú ha. Xong rồi con. Dạ, chú mang cho khách. Mình bắt đầu mình xào nghệ cô ha. Còn mình chiến đi. Dạ. Mình lấy nét đi. Khách nó thích cái gì mình lồn cái nấy. Dạ. Làm theo nhu cầu của khách. Cho đủ tiền nhòa. Dạ. Nhưng mà ở đây khách cũng dễ thương. Dạ. Nhưng mà cô cũng nhiệt tình với khách. Vâng. Thì khách nó thấy nó cổm. Khách cảm tình mình cô ha. Cô tới đây tới quán là cô bọn nhiều lắm. Dạ. Cô cho khách thì vô là bọn ơi. Vâng. Tại vì mình nhiệt tình với người ta đó. Chúng mình đi hàng quán đi ăn thì mình gặp chủ mến khách thì mình cũng thích cô ha. Ngay mình đi ăn cũng vậy thôi cô ha. Khách nó vô đây nó thích cô á. Cô nói chuyện cũng dễ mến mà. Nói chuyện nhỏ nhẹ. Cô chú. Bây giờ ném ném cô ha. Yeah. Cô chú hồi nào giờ không biết cái vụ quay clip này quý vị các bạn. Hôm qua mình vô mình hỏi cô chú quay á. Cô chú kêu quay để làm gì. Cái này cô chờ 1 triệu 2, 1 triệu 3, 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 1 triệu 3,
Dạ. À. Hạt hạt nêm trái cây hả cô? À. À, hạt nêm gà chay. À. Ồ dạ. Đắt hả cô? Ồ dạ. Rồi cô cho bún vô cô xào ha. Dạ. Nói chung mà gia đình mình ăn chay trường thì mình ăn sao là khách hàng ăn vậy cô ha? Đúng rồi, đúng rồi. Thế nhờ cô ăn thôi là khách ăn vậy. Dạ. Nhưng mà rau là cô rửa bằng muối hết. Ồ. Rửa nước muối hết cô ha? Dạ. Thơm quá quý vị ơi, cô đảo có mấy cái giá thôi. Đó, đảo sơ thôi mà rất là thơm rồi. Dạ. Làm gì cũng bao tay hết. Lòng cẩn thận sạch sẽ hết. Dạ. Còn cô Táo mấy quán cô thấy họ lùn cô không dám ăn luôn. Dạ. Hàng công ty cô lên trên nó cũng sạch sẽ. Dạ. Tính là anh Việt cũng hay quá ha. Anh chay từ hồi nhỏ tới giờ. Ba mươi mấy năm. Và cháu cháu nội cô hả? Cháu nội. Dạ, hai cháu nội cũng ăn từ trong bụng mẹ luôn. Qua cháu nội cũng ăn từ bụng mẹ rồi. Dạ, ăn từ trong bụng mẹ ra luôn quý vị các bạn. Một cái khám phá rất là đặc biệt của Xuân Bắc ngày hôm nay. Câu chuyện của quán của cô chú và gia đình cô chú chia sẻ với quý vị các bạn ha. Rất là hấp dẫn luôn và khá là hay. Giờ cô thay rau răm ha. Lá hẹ hết là cô thay bằng rau răm. Dạ, với hành lá. Cũng vẫn ngon con. Dạ. Món Quảng Nam luôn. Món Quảng Ngãi luôn. Quảng Ngãi luôn, dạ. Cái nghệ nó vào nó thơm quá ha. Nó đẹp nữa. Màu tự nhiên. Đó, màu nghệ. Ngon à? Dạ, hấp dẫn, hấp dẫn. Dạ, ngon. Thì nói là trò chuyện với cô chú thì mình cảm nhận được là cô chú chia sẻ rất là thật quý vị các bạn. Mình có sao mình nói nấy, cô ha? Đúng rồi. Mình ăn chay mình không có nói lố. Dạ. Mình nói lố vì phạm tội, phạm giá. Ở bây giờ là cô biết là quay video để làm gì chưa? Chưa. Chưa luôn. Quay suốt sáng giờ chưa biết quay làm gì luôn quý vị. Dạ con chào bà. Bà hay ăn chay đấy bà. Ăn thì ăn nhưng mà không hay. Dạ. Không hay xuống đây. À không hay xuống đây. Bà ở đâu qua đây ạ? Gần đây này cách đây khoảng chừng 544 Võ Thành Cha. Ồ dạ. Còn nữa không? Dạ. Bà ăn món ở đây thì bà thấy món ở đây nấu sao bà ha? Ngon đậm đà đấy chứ. Thì ngon đấu ra rồi ăn chay thì đập tình vợ nấu vừa vừa tâm ở đây cũng làm ngon. Dạ. Bởi vì cái đầm ngon với lấy thâu thì vô. Ồ dạ. Chưa? Dạ. Đúng chưa? Dạ. Người ta nấu cũng qua bữa qua ngày thôi. Dạ. Còn đây nấu trách nhiệm mình nấu thâu tiền vô. Dạ. Lương như quyết tâm rồi. Coi đúng như là nấu theo cái tâm mình của bà ha. Quyết tâm nấu cho ngon để thâu tiền vô. Rồi. Đúng chưa? Dạ. Rồi hết chưa? Dạ. Rồi, rồi con chúc bà ngon miệng nha. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ dạ. Quán này nổi tiếng mà. Ồ, đi dạ. Đâu xa cũng có người khen. Dạ. Chị ăn được nhiều món của quán ở đây chưa chị? Bữa nay ngày giỗ của ông ngoại tôi mới ghé, tôi ghé mua. À, dạ. Ăn đây là lát nữa khách mấy bao mấy hộp mang về. Dạ. Dạ cũng giỗ. À cũng giỗ hả chị ha? Dạ. Mua về cũng giỗ. Dạ. Dạ. Làm đồ chào quá. Làm đồ chào quá. Rồi thôi con chúc bà với chị dùng bữa sáng ngon miệng nha. Dạ cảm ơn. Dạ dạ. Dạ con chúc bà với chị luôn mạnh khỏe, luôn bình an trong cuộc sống nữa ha. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Bây giờ thì Xuân Bắc sẽ dùng bữa sáng ở đây nha quý vị các bạn ha. Hôm nay thì cô chú làm cho mình một tô mì Quảng. Mì Quảng chay. Đây là lần đầu tiên mình ăn mì Quảng chay quý vị các bạn. Trong cái tô của mình á thì mình thấy có đậu hũ này. Đó, hai miếng luôn. Rất là bự ha. Có cà rốt này. Có tàu hũ kỳ, chú bẻ miếng ra rồi. Đó. Bánh phở. Có cà chả nữa nè. Ồ, rất là thơm luôn. Thử cái nước nha. Cái nước nó thơm. Nó không có quá nóng đâu quý vị các bạn. Tại vì nước mì Quảng mà. Nước mì Quảng thì không có nóng như là mình ăn hủ tiếu hay ăn bún ha. Nó ấm ấm thôi. Nhưng mà thơm. Ông mời chú nha, ông mời anh. Dạ. Đang thử cái vị tự nhiên, cái vị nguyên bản nha. Sa tế. Dạ, sa tế rau củ luôn hả chú? Ồ. Con thấy có xả chú ha. À có xả, có vị xả. Thơm. Trộn lên. Thơm quá. Cái bánh tráng này là bánh tráng gì chú? À bánh tráng gạo. Ở ngoài quê mình đưa vô luôn chú ạ. À ở đây hả? Ờ. Nó mềm, nó giòn cũng được rồi. Bẻ vô. Đây là rau ăn kèm nha. À, rau xà lách nè. Đó, hoa chuối nè. Giá nè. Cải thìa nè. À... À, có rau má nữa. Mình sẽ thử cái vị nguyên bản của tô mì Quảng chay ngày hôm nay của mình nha. Cái nước nó thơm lắm quý vị ạ. Chả nè. Dạ, cảm ơn anh. Sữa đồ lành anh hả? Ở nhà làm con. Dạ, sữa. Chú mời mình chai sữa để mình uống thử nha. Dạ, dạ em. Dạ. Cái này bao nhiêu ta? À cái này cái vị gì đó? Ngon quá chú ơi. Sữa đậu. Dạ, sữa đậu hả chú? Anh giếng là sen à. Quý vị tới đây thưởng thức món đó. Nhớ uống cái sữa này nha. Sữa hạt sen. Thơm. Hạt sen xay ra nấu. Thơm quá chú ơi. Sữa ngon lắm. Uống vô là thích liền luôn. Ngon. Bị nó rất là dễ ăn quý vị ơi. Bây giờ thì mình sẽ nặn chanh. Và mình bỏ rau, hồi nãy là mình ăn nguyên cái vị á, để mình thưởng thức nguyên cái vị nguyên bản xem là nó như thế nào quý vị các bạn ha. Bây giờ mình sẽ trộn đều đây.
Đây cũng là lần đầu tiên mà Xuân Mắc thưởng thức cái món mì Quảng chay này, cũng rất là thú vị với mình ha. Xuân Mắc vừa mới thưởng thức xong bữa sáng ngay tại quán chay Hương Sen. Quán có địa chỉ là số 190 đường Võ Văn Trang, phường 11, quận Tân Bình quý vị và các bạn. Phải nói là hôm nay mình có một buổi sáng trải nghiệm ẩm thực chay ở đây rất là tuyệt vời đúng không các bạn ha. Và đặc biệt là khi mình trò chuyện với cô chú và anh chủ quán trẻ tuổi ở đây thì mình có một cái sự trải nghiệm rất là đặc biệt. Gia đình cô chú ăn chay Trường và cũng ăn khá là nhiều năm rồi quý vị các bạn. Hầu như là nguyên một gia đình, dòng họ là hết 80% là ăn chay hết rồi nha quý vị các bạn nha. Ăn chay Trường, và quán ở đây thì cô chú cũng bán là thuần chay luôn nha quý vị các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Về các món quán ngày hôm nay mình thưởng thức đó quý vị các bạn. Các món ở đây thì quán chế biến cũng như là hương vị thì rất là đậm đà và rất là dễ ăn luôn, theo như khách hàng đánh giá nha quý vị các bạn ha. Rồi, rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video sáng ngày hôm nay của mình trải nghiệm ẩm thực chay tại quán chay Hương Sen. Tập sau nếu mà có dịp quay lại quán nữa thì mình sẽ quay vào công đoạn nấu nướng của quán, tại vì mình cũng có xin phép cô chú rồi để chia sẻ với quý vị các bạn chi tiết hơn về những món ở đây nha. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở video tiếp theo của mình nha.